Dưới đây là một cái mô đun nanobot 2 và mình làm một cái mô phỏng là hiển thị cái hình ảnh lên trên cái màn hình TFT của nanobot 2. Và ở trên này nó có mấy cái trạng thái cho lặp đi lặp lại mãi. Đấy, quay mấy cái trạng thái này, đọc từng khối, hiển thị từng khối, rồi làm từng bước một. Mỗi lần ấy có một cái delay cho nên nó hơi nhìn nó có vẻ chậm thế, để cho mình nhìn thấy trạng thái, thì trạng thái hiển thị chậm chậm chậm, chậm đấy. À, để mình còn debug phía bên trên máy tính này. Đấy, ví dụ như trạng thái cái gì thì nó sẽ hiển thị lên trên này. Đấy, ví dụ từng bước một hiển thị như này, đấy mất đi thì cái bên trên này có cái thông báo nó hiện ra. Thì để làm được cái việc này thì mình thiết kế một cái module là phần cứng như này. Đấy, để trong module phần cứng này nó có một cái màn hình TFT, một bộ reset, một bộ RAM, đấy, hai thanh và một cái module giải mã mà mình sẽ thiết kế bằng OpenBus. Thì đây là OpenBus. OpenBus thì mình sử dụng cái chip 32M processor, sử dụng một cái bộ giải mã JPG decoder. Đấy, và sử dụng một cái màn hình TFT. Cái bên này là cái shop mà terminal để hiển thị terminal lên trên debug của Antium, và đây là SRAM, thì cấu hình RAM 1 MB. Còn thì shop controller này thì sử dụng 16K bytecake. Thì mã nguồn thì viết ở đây. Mã nguồn thì thực ra là nó là load ảnh, xong rồi tải ảnh, xử lý ảnh. Nói chung là cũng tốn khá nhiều thời gian. Đấy, thì mới được cái kết quả như này. Đấy, đây là bài thí nghiệm đầu tiên của mình với cái phần hiển thị và xử lý ảnh trên nanobot.